Hello. Bút xịn đâu nhỉ? Bút xịn hôm nọ vừa live stream xong. Các em ơi, thầy đang live stream. Chào Thanh Thường. Hello, thầy đang đi tìm cái bút. À, bút được rồi. À, các em đi hết sách ra chưa? À, tại vì thầy vừa dạy offline ở Đại học Y về. Đợi Grab lâu quá. Chào Mai Linh Nguyễn, chào Ly Hoàng. Hello. Các em xe nhanh lại về tường nhá, xong mình bắt đầu. Không, sách là thầy gửi cho chúng ta file PDF ở trên chúng ta có file PDF ở ngay trong nhóm rồi mà. Chào Lê Gấm. Hello. Hello Lê Gấm. Bắt đầu từ nay các em in ra thành sách, sau đó là mình sẽ chữa ở trong sách nhá. Chào Thoa Vi Vu. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ chữa ở trong sách. Đây. Sách hơi bị hít luôn. Cái công thức tổng quát này. Danh pháp này. Các em in hết sách chưa? Lại bảo với thầy là chưa đi. Thầy lại đánh cho một trận không trượt phát nào giờ. Chào Trần Minh. Cái này là like trong nhóm không có share nhá. Không share được luôn. Đây, tối nay mình chiến dạng số 3. Tối nay mình chiến dạng số 3. Đó, ok. Đây. Đây, tối nay chúng ta bắt đầu chiến dạng số 3 các em nhá. Trước là mình chưa đến câu 64 rồi. Hôm nay mình chiến dạng số 3, dạng lập công thức ST. Phần này khá là cứng đấy. Phần này khá là cứng luôn. Thì tối nay thì mình chữa đến câu số 75 thôi nhỉ. 72, 73 thôi. Ví dụ 17 thôi. Tối nay chúng ta cứ làm nhẹ nhàng. Mình cứ làm hết đống ví dụ nhá. Hôm nay chúng ta cứ làm nhẹ nhàng thôi. Làm hết đống ví dụ, mình làm đến câu số 72 hoặc 73 đi. À thôi, mình cứ làm đến câu 70 80. Được chưa? Tối nay mình làm đến câu 79 nhá. Tối nay mình sẽ chiến đến câu 79. Ok. Chào Trường Thoi, chào Dương Huyền. Các em nên nhớ rằng là chuỗi livestream này thầy dạy lớp livestream tương tự như dạy lớp offline nhá, không có chém gió gì nhiều. Thôi mình bắt đầu. Các bạn nào vào sau thì các bạn đã xem xong. Còn bây giờ mình bắt đầu không để mất thời gian của các em. Chào Thường thôi, chào Dương Huyền. Nhớ comment đáp án và các em nhớ phải làm bài tập về nhà. Nha, mấy hôm nữa mấy chị học sinh của thầy sẽ kiểm tra bài tập về nhà của các em. Ok. Có kiểm tra bài tập về nhà đấy. Nếu mà không làm bài tập về nhà là bị kích khỏi nhóm đấy. Nhá. Nào, mình bắt đầu. Câu số ví dụ số 9 nhá. Ví dụ số 9 các em đều có sách rồi nên các em phải lôi ra được. Đốt cháy một ST không no đơn chức chữ một đôi đôi CC. Thầy chữ rất là chậm để cho các em hiểu. Không no này. Đơn chức này. Một đôi đôi CC. Thế mình có này, một đôi đôi CC là có một pi nhá. Một đôi đôi CC là có một pi này. Đơn chức thì một pi nữa. Vậy tổng là đơn chức và một đôi đôi CC có 2 pi, vậy công thức tổng quát là CN H2N trừ 2 O2. Ok chưa? Ví dụ 9, chính xác. Đốt cháy nó thì thu được số mol CO2 bằng 2,2 mà chia cho 44 thì bằng 0,05 đúng không? Đấy, Thoa Vi Vu tốt. Cộng với lại nước 0,72 chia 18 nhỉ? 0,72 mà chia cho 18 thì bằng 0,04. Thằng này cực kỳ thú vị, các em nhìn công thức tổng quát của nó rất giống ankin nên mình luôn luôn có NCO2 trừ N nước bằng N cháy. Các em lưu ý nha. Các em lưu ý nha. Cứ tất cả những thằng nào mà có dạng công thức là CnH2n thì luôn luôn có kiểu NCO2 trừ N nước bằng N cháy. Được chưa? Vậy đây mình có số mol CO2 0,05 trừ số mol nước là 0,04. Vậy N cháy bằng 0,01. Ok, hiểu không? Vậy hoàn toàn ở đây mình tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng số mol CO2 là 0,05 chia cho 0,01 thì nó bằng 5. Được chưa? Vậy thế 5 và N ta được anh này là C5H8O2. Ok, C5H8O2 đáp án đúng là đáp án C. Đấy, thầy nhìn thấy mấy đứa comment đúng đấy. Tốt, Dương Huyền tốt, Trường Thoai tốt. Đấy, mấy đứa comment đúng tốt, tuyên dương hết. Tuyên dương hết những đứa làm đúng. Rất tốt. Em hiểu không?
thầy giảng cực kỳ chậm nhá. Ví dụ số 10 này. Ví dụ số 10 này. Đốt cháy hết 10ml thể tích hơi. Nhớ là tối mai là 8:30 thì livestream ở ngoài tường đấy nhá. Đốt cháy hết 10ml thể tích hơi một hợp chất hữu cơ X thì cần dùng 30ml khí oxy. 10ml thể tích hơi một hợp chất hữu cơ X. Mình chưa biết nhưng mình nhìn này. A, B, C, D đều có C, có H, có O. Vậy thầy đặt hợp chất hữu cơ X của thầy là CX, HI, OZ. Đề bài là 10ml thể tích. 10. Cần dùng 30ml oxy. Oxy 30. Sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và nước. CO2, nước có thể tích bằng nhau và bằng thể tích oxy đã phản ứng. Quan trọng là thể tích bằng nhau và bằng thể tích oxy. Vậy oxy là 30, vậy thằng này là 30, thằng này là 30. Vậy ngay tức thể tìm được số nguyên tử carbon chính bằng 30 chia 10. 30 chia 10. 30 chia 10 thì bằng 30 chia 10. File like 5 các em chấm vào bài fanpage hoặc là chờ tí nữa thầy gửi vào trong nhóm lớp mình nhé. 30 chia 10 bằng 3. Được chưa? Tiếp tục số nguyên tử hydro lưu ý này, bằng 2 lần số mol nước. 2 nhân 30 chia 10 bằng 6. Đấy chưa? Cuối cùng bảo toàn oxy. Lưu ý nha, thầy bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy này, nhìn kỹ này, thầy có này. 10 nhân Z cộng 30 nhân 2 thì bằng 30 nhân 2 cộng 30 nhân 1. Vậy đến đây chúng ta tìm được Z bằng 3 đúng không? Vậy suy ra nó là C3H6O3. Em nhìn rõ chưa? C3H6O3. Đáp án đúng đáp án C. Ok. Tiếp tục nha. Ví dụ số 11. Đấy, đây là phần lập công thức của ET. Chúng ta giải đến ví dụ số 11 rồi. Thầy giải cực kỳ chậm cho các em cùng theo kịp. Tối nay mình giải đến câu 79. À, đốt cháy hoàn toàn 7,4g 1 STX. 1 STX mình nhìn nhá. Tất cả này. Tất cả này. Tất cả này. Tất cả này. Hoặc em nhìn nhá. Tính chúng ta tìm được số mol CO2 13,2 chia 44 bằng 0,3. Số mol nước 5,4 chia 18 cũng bằng 0,3. Mình thấy do là đốt cháy este mà có số mol CO2 bằng số mol nước tương đương với chắc chắn 100%, nó là este no đơn hở. Công thức tổng quát là CnH2nO2. Được chưa? Vậy bây giờ thầy mang đốt cháy cái thằng CnH2nO2 này cộng với oxy thì ra được CO2 cộng nước khối lượng este 7,4 cộng với MO2 thì bằng 13,2 cộng 5,4. Đến đây hoàn toàn chúng ta bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng của oxy. Chúng ta tìm được khối lượng của oxy bằng 13,2 cộng 5,4. 13,2 cộng 5,4 bằng trừ 7,4 bằng 11,2. Mol oxy bằng 11,2 các em nhá. A à, Lê gấm comment đúng gấm nhỉ. Vậy hoàn toàn chúng ta tìm được số mol oxy bằng chia cho 32 0,35. Thầy lại tổng hợp lại một lần nữa ở đây cho các em nhìn. Số mol oxy bằng 0,35. Vậy thầy được CnH2nO2 cộng oxy tạo thành CO2 cộng nước. Số mol oxy chúng ta vừa tìm được bằng 0,35 mol. Số mol CO2 chúng ta biết được bằng bao nhiêu? 0,3. Số mol nước biết được bằng 0,3. Bây giờ thầy không viết biểu thức bảo toàn nữa. Các em cùng chú ý nó, thầy nhậm cho các em nhìn nhá. Mình có này. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, ta có tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy vế phải bằng tổng số mol nguyên tử nguyên tố oxy vế trái. Mình có 0,3 nhân 2 cộng 0,3 bằng 0,9. Trừ đi 0,35 nhân 2 là 0,9, trừ đi 0,7 thì còn 0,2. Chia cho 2 thì bằng 0,1. Vậy số mol este bằng 0,1. Đến đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon 0,3 chia 1 bằng 3. Carbon bằng 3. Ok chưa? Carbon bằng 3. Vậy thì nó là C3. Đúng chưa? C3H6O2. Vậy 3 carbon. 1, 2, 3, 4. Vớt. 1, 2. Vớt. 1, 2, 3. Được. 1, 2, 3. Được. Để bài nói. X tham gia phản ứng tráng gương. Các em lưu ý nha. X tham gia phản ứng tráng gương.
Tráng hương thì như thầy đã nói nó phải có đầu HCO. Vậy không thể dễ. Đáp án đúng đáp án C. Ok. Cả nhà hiểu không nhỉ? Cả nhà có hiểu bài không? Hiểu bài thì chấm cái để thầy biết à? Hiểu bài thì chấm cái để đại ca biết. Sau đó mình sang cái ví dụ số 12. Nhá. À, ví dụ số 12 là đề của cao đẳng năm 2010. Đấy, mấy đứa ở nhà làm bài chưa? Lười chưa làm bài là Android ấy. Ví dụ số 12. Hỗn hợp Z gồm 2 este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit carboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng MX nhỏ MY. Cùng một ancol, hai axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Vậy chắc chắn nó là 2 este kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Hay nói cách khác là 2 este hơn kém nhau một carbon. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn M gam Z. Được chưa? Cần dùng 6,16 lít khí oxy và thu được 5,6 lít khí CO2. Chúng ta tìm được số mol CO2 luôn. 5,6 chia 2,4 bằng 0,25 mol. Số mol nước bằng, chào Lê Cẩm Tú, 4,5 chia 18 bằng 0,25 mol tiếp. Vậy đây mình có số mol nước bằng số mol CO2 do este. Và số mol nước bằng số mol CO2 nên chắc chắn là este non đơn học CnH2nO2. Được chưa? Được chưa? Cộng oxy. Mình tìm được số mol oxy 6,16 chia 2,4 bằng 0,275. Thu được số mol CO2 bằng 0,25 cộng số mol nước bằng 0,25. À, không sao cả. Đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Mình tìm được 0,25 nhân 2. Cùng bấm cho thầy nhá. 0,25 nhân 2 cộng với 0,25 trừ đi 0,275 nhân 2 bằng chia 2 0,1. Được chưa? Vậy đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon trung bình sẽ bằng 0,25 chia 0,1 thì bằng 2,5. Vậy một thằng nhỏ hơn 2,5, một thằng lớn 2,5, vậy một thằng là 2 carbon, một thằng là 3 carbon. 2 carbon là C2H4O2. 3 carbon là C3H6O2. Chúng ta lưu ý để bài hỏi công thức của STZ mà hai axit carboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng MX nhỏ MY, vậy chắc chắn là STX phải nhỏ hơn STY. Vậy chắc chắn STX là C2H4O2. C2H4O2 chỉ một công thức duy nhất. Đúng không? HCOOCH3. Vậy loại. Đáp án đúng đáp án C. Rất tốt Nhi Nguyễn. Thầy mấy đứa comment đúng đấy. Hiểu bài không các em? Mấy câu này dễ đúng không? Mấy câu này để thầy đều chọn lọc các cái ví dụ từ dễ đến khó cho cả nhà cùng làm đấy. Để cho cả nhà cùng hiểu, học cho nó dễ hiểu nhá. Tối mai thì mình có một cái buổi thử lửa ở bên ngoài tường của thầy. Tối mai chúng ta có một buổi thử lửa. À, thầy bảo này, thầy bảo tí này. Trưa mai. Các em học được không nhỉ? Quãng độ tầm 15 giờ đến 16 giờ. Chưa mai cả nhà học được không? Quãng tầm từ 15 giờ đến 16 giờ. Thầy dạy thêm buổi nữa. Cứ là hè này tranh thủ dạy được bao nhiêu buổi thì được. Dạy càng nhiều càng tốt. Là mình có nào. Tiếp nào. Đứa nào học được thì bảo thầy để thầy dạy nhá. 65. Được rồi, thanh thường được này. Được thì chấm cái. 65. Đốt cháy hết 7,8 gam este thu được. Đến đầu tiên mình cứ đi. Trần Minh được rồi, Lê Minh Quang được rồi, Thanh Thường được rồi. Tốt. Phạm Thị Vân được. Rất tốt. Ok. Mình tìm được số mol CO2 bằng bao nhiêu? 11,44 chia cho 44 bằng 0,26 mol. Số mol nước 4,68 chia 18 bằng 0,26 mol. Vậy chốt. Làm chiều mai mình học từ 15 giờ đến 16 giờ nhá. Nhớ nhá. Chiều mai mình học tiếp nốt cái chia dạng này. Ok.
Tiếp tục này, câu 65 này. 65 nhá. Mình nhìn thế này, NCO2 bằng N nước. NCO2 bằng N nước. Và nó lại còn là FP. Vậy chắc chắn thằng này nó là CN H2NO2. Khối lượng bằng 7,8 cộng oxy ra số mol CO2 cộng số mol nước. Anh này bằng 11,44. Anh này bằng 4,68. Bảo toàn khối lượng. Mình tìm được mol oxy. Đúng chưa? Bảo toàn khối lượng mình tìm được mol oxy. Vậy là chúng ta tìm được mol oxy bằng bao nhiêu? 11,44 cộng 4,68 bằng trừ đi 7,8 bằng chia cho 32 bằng 0,26 mol. Số mol CO2 bằng 0,26, số mol nước bằng 0,26. Vậy sách này ở ngay trên bài ghim đầu tiên của nhóm trường thôi nhá. Ngay bài ghim đầu tiên của nhóm thì có file PDF của sách. Đấy. Nào mình có nào. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy nhá. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy ta có này. 0,26 x 1 cộng 0,26 x 2 trừ 0,26 x 2 được bao nhiêu chia 2? Thầy bấm máy tính nhá. 0,26 x 1 0,26 x 1 cộng 0,26 x 2 trừ 0,26 x 2 bằng chia 2 0,13. Vậy số mol FT bằng 0,13. Số mol FT bằng 0,13, vậy ngay tức thì tìm được này. Số nguyên tử carbon bằng 0,26 chứ 0,13. Bằng 2. Vậy chắc chắn nó là C2H4O2. Vậy 65 đáp án C, Nhi Nguyễn chính xác, rất tốt. Đấy, Nhi Nguyễn làm rất là nhanh. Ổn. Khá là quý Nhi Nguyễn nhỉ. Ok. Mình có sang câu tiếp theo này. Câu số 66 này. Câu số 66. Câu số 66 hoàn toàn tương tự như câu số 65 các em ạ. Không khác nhau là mấy. Nó hoàn toàn tương tự nhau luôn. Chúng ta cùng quan sát nha, câu 66 này. Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam 1 STX. Ta lại có tìm được số mol CO2. Số mol CO2 2,64 chia cho 44 thì bằng 0,06 mol. Số mol nước 1,08 chia 18 bằng 0,06 mol tiếp. Vậy mình lại thấy số mol nước bằng số mol CO2, vậy chắc chắn nó là ethanol lần hở. CN H2NO2. Khối lượng đề bài cho 1,48 gam cộng oxy tạo thành CO2 cộng nước. Khối lượng của CO2 bằng 2,64, khối lượng của nước bằng 1,08. Vậy mình có bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng của oxy. Ok chưa? Bảo toàn khối lượng mình tìm được khối lượng của oxy 2,64 cộng 1,08 trừ đi 1,48 bằng chia 32 ra số mol oxy 0,07. Số mol CO2 bằng 0,06, số mol nước bằng 0,06. Vậy hoàn toàn đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình tìm được số mol FT. 0,06 x 2 cộng 0,06 x 1 trừ 0,07 x 2 bằng chia 2 0,02. 0,02, vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số nguyên tử carbon bằng 0,06 chứ 0,02. Bằng 3. Vậy chắc chắn anh này là C3H6O2. Ok. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án B, Dê Hân đúng. Gia Hân đúng, Lê Cẩm Tú đúng, chính xác. Dễ không em? Dễ ợt đúng không? Nhớ phải làm bài tập rồi nhá, không làm là thì buồn đấy, không làm là không làm được mấy câu này đâu. Nào mình có tiếp tục nào. Câu số 67 nào. Câu số 67 nào. Comment đáp án này xem nào. 67 đáp án gì? Lê Kim Yến comment đầu tiên rồi này. Tốt. Lê Kim Yến comment đầu tiên, tốt. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hợp chất hữu cơ X. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một hợp chất hữu cơ X. À, thu được số mol CO2 bằng số mol nước. Mà nhìn A, B, C, D. Điều này chứng tỏ bọn này là ethanol đơn chức. Đúng chưa? Vậy, vậy ethanol đơn chức, vậy thì có công thức tổng quát là CN H2NO2 0,1 thì cần oxy 0,2. Đốt ra được CO2
cộng nước cân bằng n. N nó để bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy nhá. N nhân 1 cộng 2n bằng 3n trừ 2. Vậy này là 3n trừ 2 phần 2. Vậy thì có nhân chéo. Nhìn kỹ, nhân chéo. Thì được 0,2 nhân 1 thì bằng 0,1 nhân 3n trừ 2 phần 2. Đến đây thì tìm n bằng. N bằng 2 nhân 2 là 4, 4 cộng 2 là 6. 6 chia 3 n bằng 2. N bằng 2 vậy nó là C2H4O2 hay nó là HCOCH3. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Đấy, dễ không? Quá dễ. Đúng chưa? Tương tự như vậy với câu 68. Đấy, câu 68 lại hay hơn. 68 lại hay hơn các em ạ. Đốt cháy hoàn toàn một mol STX thì cần 2 mol oxy. Nào, cả lớp cùng chú ý đây. Bây giờ thầy lại tặng chúng ta một skin mà thầy không bao giờ nói là ở bên ngoài, chỉ với con ruột lớp offline và lớp live VIP thầy mới được nói skin này thôi. Skin này là skin nhậm hệ số gì? Nhậm hệ số O2. Một skin cực kỳ kinh điển từ thầy. Đấy. Các em share vào trong nhóm chat của lớp để cho các bạn cùng biết là thầy like nhá. Các em share giúp thầy vào trong cái nhóm like của lớp ấy. Lớp mình có nhóm like mà. Thì em share giúp thầy vào nhá, để cho bạn cùng biết. Xong rồi comment mạnh mẽ vào, chấm nhiều vào để cho mấy đứa nó đang vu vơ bên ngoài cái nó biết là tối nay thầy like, không nhiều đứa nó không biết đâu. Nhá. Nào, mình có đợt hè này thì thầy cứ rảnh lúc nào thầy like cho các em lúc đấy, để học được càng nhiều thì càng tốt. Sau đó rồi là vào trong năm là mình cố định là lịch like nhá. Đúng chưa? Đợt hè này thì lịch nó hơi bị chạy tí, hoặc là sang bắt đầu tuần sau thầy có thể cố định là lịch like cho bọn em rồi. Tuần này thì hơi vớ vẩn chút nhá. À, mình có này. Vậy ở đây thì có một cái chiều này. Nếu đặt nó là CXI OZ cháy với oxy này thì ta luôn luôn có một điều này. Hệ số oxy cháy chính bằng này, 2 lần hệ số của carbon cộng với 1/2 lần hệ số của nước của hydro trừ đi Z chia cho 2. Đó là hệ số oxy. Được chưa? Tại sao lại có điều này? Tại sao có điều này? Tại vì em nhìn nhá, đốt cháy nó ra được CO2 đúng không? Thì một thằng carbon cặp 2 oxy rồi, nên phải là 2X không? Ra nước đúng không? Có phải là 2 hydro cặp một thằng oxy rồi, nên phải là Y chia 2 đúng không? Z ở bên này đúng không? Đấy, thì ok. Ok chưa? Đấy nhá. Thầy mở cái gì ở lên thì Trang? Thầy không hiểu em muốn thầy mở cái gì. Nào, thế vậy ở đây bây giờ mình có này. Với anh C2H4O2 thì hệ số oxy là bao nhiêu? C2H4O2 nó thay nhậm nhá. Hệ số oxy sẽ là 2 nhân 2 cộng 4 chia 2 trừ 2 chia 2. Về số oxy bằng 2. 1 mol X cần 2 mol oxy. Thằng này thỏa mãn. Nhưng đừng tô vội. C3H4O4 nhá. C3H4O4 này mình có này, 3 nhân 2 cộng 4 chia 2 trừ 4 chia 2. 3 nhân 2 bằng 6. 6 cộng với 2 là bằng 8, 8 trừ 4 bằng 4, 4 chia 2 cũng bằng 2. Vậy là hai số thằng này đều bằng 2. Vậy đáp án đúng của mình là công thức là cả A và B. Đáp án đúng mình là đáp án C. Đáp án C cả nhà nhá. Đáp án đúng của mình là đáp án C. Ok, hiểu chưa? Hiểu cái skin này của thầy chưa? Nhớ cho thầy thật kỹ cái skin này nhá. Skin nhậm hệ số oxy phải cực kỳ nhớ đấy, để mình còn làm được những bài khó khăn nhá. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 69. Câu tiếp theo, câu số 69. Tối mai là những bài khó đấy. Nếu các em làm bài tập là các em sẽ biết là tối mai là buổi tối của các bài khó. Còn tối nay là buổi tối của các bài chia dạng, nên là nó dễ dàng và nó đơn giản thôi. À, mình sang câu tiếp theo, câu số 69 à. Câu số 69 nó lại khó một tí xíu. Đốt cháy hoàn toàn agam à, không chia sẻ. Thầy cũng không biết mở chia sẻ thế nào vì đây là nhóm kín. Agam 1 STX. Vậy mình tìm được số mol CO2 bằng 9,408 chia 2,4 bằng 0,42 mol. Số mol nước bằng 7,56 chia 18 bằng cũng 0,42 luôn. Vậy mình lại nhìn số mol CO2 bằng số mol nước, vậy chắc chắn nó là ethanol đơn hở rồi. Ethanol đơn hở, người ta lại có câu chuyện cũ CnH2nO2 đúng không? Cộng với lại oxy thì thu được CO2 cộng nước
đúng không? Đấy, thế mình có là số mol của CO2 bằng 0,42, số mol nước bằng 0,42. Nhưng đề bài bảo này, khối lượng CO2 và nước gấp 1,55 gần khối lượng oxy, có nghĩa MCO2 cộng M nước bằng 1,55 lần MO2. Mà mình có MCO2 cộng M nước này, 0,42 nhân 44 cộng 0,42 nhân 18. 0,42 nhân 44, M nước biết rồi, 7,56 bằng 1,55 lần MO2. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được MO2. 0,42 nhân 44 cộng 7,56 bằng chia 1,55 bằng chia 32 bằng 0,525. Vậy số mol oxy bằng 0,525. Ok. Vậy đến đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là ra luôn. 0,42 nhân 1 cũng 0,42 nhân 2. 0,42 cộng 0,42 nhân 2 trừ đi 0,525 nhân 2. 0,525 nhân 2 bằng 0,21, nhìn chưa? Nhưng chú ý phải chia cho 2 nữa. 0,105. 0,105. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số nguyên tử carbon bằng 0,42 chia 0,105 bằng 4. Vậy chắc chắn anh này là C4H8O2. Ok, C4H8O2 đáp án đúng, mình là đáp án dễ. Rất dễ. Câu 70. 70 nào. 70. 70. Đốt cháy 0,1 mol một ethanol đơn chức mạch hở. Sau đó dẫn hoàn toàn. À, đề bài cho chúng ta đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ethanol đơn chức mạch hở. Đề bài ethanol đơn chức mạch hở. Đấy, các em nhớ phải làm bài tập rồi nhá. Ethanol đơn chức mạch hở chúng ta là CnH2NO2 0,1 mol. Đấy, đốt cháy thì ta thu được hỗn hợp gồm CO2 và nước, cho toàn bộ sản phẩm vào nước vôi trong dư là CaOH 2 lần dư, thì thấy khối lượng dung dịch giảm 76 gram. Do ethanol đơn chức mạch hở nên đốt cháy luôn cho được số mol CO2 bằng số mol nước. Khối lượng dung dịch giảm, các em chú ý nhé, chú ý chỗ này, chú ý, cực kỳ chú ý. Delta M dung dịch thì bằng M vào trừ M ra. Ok, cái này chắc chắn đúng nhá. M vào là gì? M vào dung dịch là CO2 và nước, M ra là gì? CaCO3 kết tụa. Vậy mình có 44A cộng 18A trừ, do anh này dư nên số mol CO2 bằng số mol kết tụa A, 100A thì bằng giảm 7,6, vậy là bằng âm 7,6. Đến đây ta tìm được A luôn. 44 cộng 18 bằng trừ 100 bằng 7,6 chia N bằng 0,2. A bằng 0,2 mol. Vậy A bằng 0,2 mol. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon. 0,2 chia 0,1 bằng 2, suy ra nó là C2H4O2 nên chắc chắn nó là HCOO CH3. Không học tên thì coi như vứt đi hết. Metin formiat. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhá. D nhá. Đấy, các em hãy kể cho các bạn biết rằng với 30 phút chúng ta đã giải được 10 câu mà thầy chữa cực kỳ kỹ cho các em. Đúng không? Chúng ta học như vậy thì mới chất được, học như vậy thì mới giỏi. Chứ không thì làm sao mà giải được những cái câu vận dụng cao, đề thi càng ngày càng khó. Đúng không? Giờ mình sang câu 71 này. Lê Kim Yến tốt, Bảo Ngọc tốt, quý hai bạn này đấy. Hai bạn này học ổn đấy. Rất tốt. Sang câu 71 nào. 71 nào. Câu 71 này các em phải sử dụng cho thầy một cái chiêu tàn độc. Nhìn nhá. 1 lít X cần 7 lít CO2. Vậy carbon, số nguyên tử carbon 7 chia 1 bằng 7. 7 nguyên tử carbon. Đến 1, 2 nhân 4, 4, 3, 7 rồi. 7 1 cũng 7. Chứ làm ăn là gì? X không tác dụng nó đi. Phản ứng nào mà theo tỷ lệ mol 1 chia 2. Thì thằng này đúng là ăn nào mà theo tỷ lệ mol 1 chia 2. Thằng này cũng vậy, thằng này cũng vậy. Không lại được gì. Lưu ý, chỉ chứa một nhóm trước. Từ chỉ chứa một nhóm trước với đáp án đúng là đáp án B bò. Chỉ thằng B chứa một nhóm trước thôi.
dễ không? Dễ lè cổ đúng không? Mình sang ví dụ 13 này. Mình sang ví dụ 13 này. Ví dụ 13, mình có ví dụ 13, ví dụ 14, ví dụ 15, ví dụ 16, ví dụ 17 là của phần ST đa chức. Nhá. Giải xong phần này là rất là kinh khủng đấy. Khủng luôn đấy, lên khủng luôn trong một nốt nhạc đấy. Ví dụ 13 này. Sẵn sàng chưa? Chiến nhá. ST no đơn chức loại ngay. Hai ST no đơn chức tỷ khối hơi cho hero là CH4 là 5,5. No đơn chức công thức tổng quát là CN H2N O2 nhá. Tỷ khối hơi với CH4 là 5,5. Vậy mình có này, D của X so với CH4 thì bằng 5,5. Suy ra phân tử khối của X trên phân tử khối của CH4 thì bằng 16 thì bằng 5,5. Suy ra phân tử khối của X bằng 88. Ok. Phân tử khối của X 88 mà nó là ST no đơn chức nên đến đây thầy sẽ có này 12N cộng 2N cộng 32 thì bằng 88. Đến đây thì tìm được N bằng 4 nên cháu nó là C4H8O2. Ok. Để bài nói tiếp, đun 2,2 gam X với dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối. Vậy ta có RCOOR phải cộng với NaOH thì thu được là RCOONa cộng R phải OH. Các em lưu ý nhá. Phải lưu ý. Vậy số mol này 2,2 gam mà chia cho 88. 2,2 mà chia 88. 0,025 mol. Thì ngay lập tức ta suy được số mol thằng muối cũng bằng 0,025 mà khối lượng muối cho 2,05. Vậy đến đây mình được. Này, muốn giải nhanh phải nhớ cho thầy cụm này, 44 cộng 23 bằng 67. R cộng 67 thì bằng 2,05 chia 0,025. Đến đây mình tìm được R bằng 2,05 chia 0,025 bằng trừ 67 bằng 15. R bằng 15. Nhớ là thầy một kỹ năng, lấy bất kể một cái gì của R chia cho 14, lấy số gần bằng tính là số người tử carbon. 15 chia cho 14 thì gần bằng 1. Vậy số người tử carbon bằng 1. C 15, carbon là 12, 15 trừ 12 thì còn 3, CH3. Vậy chắc chắn đầu này sẽ là CH3COO. 4 carbon đấy có 2 rồi, vậy đầu này chỉ còn là C2H5. Hay tên gọi etin acetat. Etin acetat CH3COCH5. Đáp án đúng đáp án C. Dễ không? Wow. Anh Minh tốt nhỉ? Giang giải tốt đấy, rất tốt. Mấy đứa này học tốt. Good. Về team thầy nó phải khác biệt chứ đúng không? Nào, mình có sang câu tiếp theo. Ví dụ 14 à. Ui, Lê Kim Biến. Lê Kim Biến như kiểu chỉ có trực để pha đáp án sao nhỉ? Đúng không? Ví dụ số 14 à. Ví dụ số 14 à. Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp 2ST bằng dung dịch NaOH. Thu được 2,05 gam muối, một axit carboxylic và 0,94 gam hỗn hợp 2 côn đồng đẳng ký tiếp nhau. Cái này các em phải chú ý gì? Chú ý này này. Nhìn này. A này, ST no đơn hở. B, ST no đơn hở. C, ST no đơn hở và D cũng ST no đơn hở. Được chưa? Thế bởi vì A, B, C, D đều là ST no đơn hở nên chắc chắn 100% cái ST này của mình cũng là ST non. Ok. Được chưa? Thế bây giờ này, 1,99 gam này thu được 2,05 gam muối và 0,94 gam 1,2 côn đồng đẳng kế tiếp nhau. Thế nhìn nhá, vậy mình có này 2 ST. Vậy thì cứ gặp chung ST có thể ST non hở là CN H2N O2 được không? Cộng với lại NaOH theo tỷ lệ mol 1:1 thì thu được muối là RCOONa cộng ancol là R phải OH, chưa cần biết nó như thế nào. Đề bài cho khối lượng ST bằng 1,99, khối lượng của muối bằng 2,05 và khối lượng của ancol bằng 0,94. Vậy ngay lập tức ta có thể bảo toàn khối lượng
bảo toàn khối lượng. Mình tìm được khối lượng của NaOH luôn. Đúng chưa? 2,05 cộng 0,94 trừ 1,99. 0,94 trừ 1,99 bằng 1 chia cho 40, 0,025 mol. Do anh này ET đơn chức nên số mol của NaOH bằng số mol ET, 0,025 mol. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ tìm được phân tử khối 12N cộng 2N là 14N cộng với lại 32 thì bằng 1,99 chia 0,025. 1,99 chia N bằng 79,6. Lưu ý đây là trung bình nên thì tìm được N trung bình bằng 79,6 trừ 32 bằng chia 14 bằng 3,4. Lớn hơn 3, nhỏ hơn 4. Vậy một thằng là C3H6O2, một thằng là C4H8O2. À, một thằng C3, một thằng C4. Thằng này C2 vượt. Kế tiếp mà. Thằng này C4, thằng này C5 vượt tiếp. Thằng này C4, thằng này C5 vượt tiếp. Thằng này C3, thằng này C4 lấy đúng không? Vậy đáp án đúng mình là đáp án dễ. Dễ chưa cả nhà? Dễ ẩn đọt, đúng không? Đấy, thầy chữa chậm chậm đấy, các em có hiểu không? Cả nhà thầy chữa chậm chậm vậy, các em có hiểu không? Các thanh niên ới làm cái thầy xem nào. Chắc khả năng cao các thanh niên này chưa làm bài tập về nhà rồi, nên bây giờ đứng hình mà theo dõi thầy chữa, đúng không? Đứa nào làm bài tập rồi thì chấm lại cái thầy coi nào. Ví dụ 5 thanh thường 15A vút. Cứ comment đáp án thì đã là tốt rồi. Comment mạnh mẽ đáp án lên. 22 đứa đang theo dõi livestream comment đáp án thì xem nào. Phạm Thị Vân 15A vút. Xem nào. Còn mấy đứa nữa chưa chịu comment nào, mình có nhá, tiếp tục nhá, mình cái tiếp nhá. Sang ví dụ số 15 nhá. Trông dài dài khó khó một tí nhá. Nào, ví dụ số 15 nào. U cái quyển sách này bây giờ nó bị eo này. Nó bị khuất. Ví dụ số 15. Ví dụ số 15 dạy này hơi bị khó nhìn nhỉ. Sách này bị kịch vào tường quá rồi. Để như này. Thầy để này nhá. Ui, hơi tối nhỉ. Đấy. Đợi thầy tẹo. Thầy đang xét để sách như nào cho em dễ nhìn nhất. Cũng khó nhỉ. Ví dụ số 15 nhá. Không được. Ví dụ số 15 khó quá. Thôi cứ để vậy. Ví dụ số 15. Ví dụ số 15 này. Hỗn hợp X gồm 2 ST no đơn chức. Hỗn hợp X gồm 2 ST no đơn chức mạch hở. X gồm 2 ST no đơn chức mạch hở. Vậy công thức tổng quát của nó sẽ là CnH2NO2. Đốt cháy hoàn toàn lượng X thì cần dùng vừa đủ oxy. Chúng ta tìm được số mol oxy bằng 3,976 chia 2,4 bằng 0,1775. Thu được số mol CO2 bằng 6,38 chia 44 bằng 0,145. Do hai này đều là ST no đơn chức nên chắc chắn ta có số mol CO2 bằng số mol nước. Số mol nước chúng ta bằng 0,145. Vậy đến đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình tìm được số mol ST. 0,145 nhân 2 cộng 0,145 nhân 1 nha. Nhân 2 cộng 0,145 nhân 1 trừ đi 0,1775 nhân 2. 1775 nhân 2 chia 2. 0,04. 0,04. Vậy đến đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon. Số nguyên tử carbon sẽ bằng 0,145 chứ 0,04. 3,625. Lớn hơn 3, nhỏ hơn 4. Vậy một thằng là C3, một thằng là C4 no đơn chức mạch hở. Vậy đây C3H4 vứt này. C2 C3 vứt, C2 C5 vứt. Đúng chưa? Đúng chưa? Một ba lại còn là đồng đẳng kế tiếp nên chắc chắn chỉ có thể là A. C3H6O2 và C4H8O2. Rất là dễ.
Ví dụ số 16 nào. Ví dụ số 16 nào. Thủy phân hoàn toàn 21,8 gram. Ui câu 16 này nhiều đứa ối đứa không làm được. Đúng không? 16 thì nói trúng tim đen không? Có phải nhiều đứa không làm được bài 16? Chắc đầy. Không phải hiếm. Đúng không? 16 nào. Xem 16 nhá. Thủy phân hoàn toàn 21,8 gram ST đa chức cần dùng vừa đủ 100 gram dung dịch NaOH 12% thu được 24,6 gram muối của axit đơn chức và 0,1 mol ST đa chức để rửa sạch để kiểu này nhá. Nhìn nhá. 21,8 gram ST đa chức này cần dùng vừa đủ này, số mol NaOH luôn này, 12% ta có này. C phần trăm thì có phải bằng M chất tan chia M dung dịch nhân 100% không? Vậy đây mình có này, mình tìm được luôn. M của NaOH nguyên chất sẽ bằng 0,12 nhân 100 bằng 12 gram. Vậy hoàn toàn đây mình tìm được số mol NaOH luôn. Số mol NaOH luôn. 0,12 chia 40. 3 nhân 10 trừ 3. Vậy là bằng 0,03. 0,003. Đúng nhỉ? 12 chết nhầm. 12 chia 40 0,3 các em ạ. Thầy bấm nhầm. 0,3 nhá. 0,3 này. Mà 0,1 mol ancol đa chức. Nhìn chưa? Vậy suy ra. Suy ra. Đây nhìn này. A, B, C, D, ST chúng ta đều có dạng là R, COO 3 lần C3H5. Ok chưa? Thế thì thằng này thủy phân trong dịch NaOH thì thu được C3H5OH 3 lần cộng R, COO Na. 0,1 mol ancol đa chức. Đây 0,1. Vậy anh này cũng bằng 0,1. Vậy thằng này 3 thì thằng này bằng 0,3. Mà khối lượng muối là 24,6 gram muối. 24,6 gram muối. Vậy hoàn toàn đến đây thì có RCONA cộng 67. Đây là cụ này cũng 67. Bằng 24,6 chia 0,3. Đến đây chúng ta tìm được R. 24,6 chia 0,3 bằng 82. R bằng 82. Vậy ngay lập tức 82 trừ đi 67 vậy bằng 15. Vậy chắc chắn chúng ta là CH3CO3 lần C3H5. CH3CO3 lần C3H5 vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các em nhá. Dễ không? Wow, Bảo Ngọc đúng nhỉ? Phạm Lê Vân chính xác, rất tốt. 16. A. À, ok. Dễ ợt, đúng không? Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 10, ví dụ 17. Ví dụ cuối cùng trong chuỗi các ví dụ. Ví dụ số 17. Ví dụ cuối cùng trong chuỗi các ví dụ. À, mình có này. Thủy phân hoàn toàn 0,01 mol hợp chất hữu cơ X. Ví dụ 17 nha. Thủy phân hoàn toàn 0,01 mol hợp chất hữu cơ X. Sản phẩm phản ứng giữa ancol đa chức và axit đơn chức. Câu này nhiều đứa bị nhầm đấy. X này. X này. Đơn chức này 0,01 này cần dùng 0,8 gram NaOH, số mol NaOH bằng 0,8 chia 40 bằng 0,02 mol, được chưa? Thì thu được ancol R phải OH tất cả N lần 0,92, muối R CONA bảo toàn natri đi cần vừa đủ, vậy thằng này bằng 0,02. 1,64. Vậy ta tìm được luôn. R cộng 67 bằng 1,64 chia 0,02 bằng 82. R bằng 15 chính là CH3. Hiểu chưa? Thế thì với cái 0,02 thì phải x, số mol x chính bằng số mol ancol rồi. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được R phải OH N lần phân tử khối bằng
0,92 chia 0,01 bằng 92 không? Vậy suy ra thì có R phải cộng 17N thì bằng 92. Lập bảng NR, N1 R phải loại, N bằng 2 R phải loại, N bằng 3 R phải bằng C3H5. Lấy. Vậy ancol chúng ta là C3H5, OH tất cả 3 này. Đúng chưa? Nhưng các em lưu ý, thầy có mấy chữ kete? Số chữ kete thì chính bằng số mol là OH 0,02 chia 0,01 bằng 2. Số chữ kete bằng 2 mà có 3 gốc ancol. Vậy có nghĩa CH2 OH CH2 CH OH CH2 OH chia ra 3 cái nhưng chỉ được cắm 2 cái, còn một cái không cắm gì. Mà cắm là cắm thằng CH3, vậy thì đặt CH3 là 1, vậy thì có này. 1 1 0 1 0 1. Hết rồi. Đúng chưa? Vậy đồng phân cấu tạo kete thỏa mãn điều kiện trên chỉ có 1 1 0 và 1 0 1 hai phần. Bị bỏ. Đấy cái kìa, toàn chọn 1 cái kìa, bị lừa gần hết. Bị lừa sấp mặt luôn. Thấy chưa? Hiểu nhá. Hiểu câu này chưa các em? Có đứa nào chưa hiểu không hỏi thì giải đáp luôn. Xem lại một lần đi, đứa nào chưa hiểu hỏi thầy giải đáp luôn một thầy. Những đứa nào chưa hiểu thì hỏi thầy giải đáp luôn một thẻ nha, thầy giải đáp luôn một thẻ, cho một thẻ luôn, không lại nát bét bét tè nhè chết. À, ok, Lê Kim Yến hiểu rồi, rất tốt. Đấy, những câu này nó là những câu chuẩn thi đại học các em nhé. Em nhìn thấy ví dụ này tận 3 sao chuẩn thi đại học luôn. Ok chưa, hiểu hết chưa, hiểu hết chưa, để thầy còn sang câu tiếp theo nào. 72 nào, tối nay mình chuyển đến 79 nhá, mình còn 7 câu nữa, à đâu mình còn 9 câu nữa. Thầy chữa chậm lắm, chữa chậm cho cả nhà cùng hiểu. Thầy chữa tiếp nhá, sang câu 72 nhá. Thấy không đứa nào hỏi nhá. Lại thì em tua lại được Leon Leon nhá. Thầy chỉ giải quyết cho em là chỗ nào cũng không hiểu thôi, chứ còn lại thì tua lại là ok mà. Tí nữa livestream xong em tua lại là ok. Nhá. Nào câu 72. 72 này. Ok chưa? Sang 72 nhá. 72. Không thấy giấy nữa rồi. Đốt cháy hoàn toàn, cái này khó nhỉ. Để sách này hơi bị khó luôn. Bây giờ gặp quyển sách này là xong rồi, cầm lên tay cho cái lũ này nó xem. Nhìn rõ được không? Tại chỗ này thầy đang ở cái góc tường ấy các em. Góc tường nhờ thầy. Cố gắng tí nhá. Năm buổi sau là thầy khắc phục. Bây giờ thì khắc phục. Nhìn chút vậy, nhìn nghiêng nghiêng tí vậy. Câu 72 nhá. Câu 72 nè. Cầm sách nó khổ vậy. Câu 72. Làm sách nó khổ. Biết thế in ra cái tờ giấy cho bọn này dễ nhìn. Sách không bẻ được. Thì bẻ cuốn sách. Không bẻ được cuốn sách này luôn. Khó chịu quá. Cầm thế này. Các em có đề đúng không? Nhưng mà chúng nó vẫn cần phải nhìn đề. Khó nhỉ. Thì tóm tắt đề lên đây nhá. Không được. Thì tóm tắt đề lên đây nhá. Thì tóm tắt đề lên đây nhá. Câu 72 này. Mình cố gắng với 4 câu. 72. 72 nhá. Thì ghi 72 đây này. 72. Đề bài cho ông ta. Câu 72 đề bài cho ông ta. Nhớ in sách học nhá. 72 này. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol STX thu được 3 mol CO2. Đốt cháy hoàn toàn. Đợi thì xíu nhá. Để thầy xét lại cái góc máy. Khả năng cao nếu xét lại góc máy sẽ được. Rồi. Xem nào. Có tới được 72 không? Hơi nghiêng tí nhưng mà tới đúng không em? Nhìn thấy 72 chưa? Nhìn thấy hết rồi. Lúc này thì nhìn thấy hết đề luôn. Ok, chữa nhá. Hay thế.
72 này. Đốt cháy hoàn toàn một STX thu được 3 mol carbon, 3 mol CO2 và mình tìm được số nguyên tử carbon luôn, 3 chia 1 bằng 3. 1 2 3 4 vớt. 1 2 3 lấy, 1 2 vớt. 1 2 3 lấy, được chưa? Link sách ở ngay trên ngay trong nhóm em. Link sách ở ngay trong nhóm đấy, em vừa vào nhóm phát em sẽ nhìn link sách ngay. Vậy mình nhìn này, còn B và D. Vậy là ST của mình đều có dạng RCOOR phải. Được chưa? Số mol 0,1 đi qua NaOH thì thu được RCOONa. Số mol 0,1 mà khối lượng bằng 8,2. Vậy mình tìm được R cộng 67 thì bằng 82. R bằng 15. 15 suy ra luôn nó là gì? CH3. Thể tăng tốc đấy nhá, CH3, CO, CH3. Ok. Tiếp nhá. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 73. Để xà phòng hóa 17,4 gram ethanol lần trước, công thức tổng quát CnH2nO2 17,4 cần dùng NaOH. Số mol NaOH 0,5 nhân 0,3 bằng 0,15. Do ethanol lần trước nên số mol NaOH chính bằng số mol ST. Vậy hoàn toàn thì có CnH2nO2 phân tử khối là 14N, 12N cộng 2N 14N cộng 32 bằng 17,4 chia 0,15. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm từ N luôn. 17,4 chia 0,15 bằng trừ 32 bằng chia 14 bằng N bằng 6. Vậy đáp án đúng chúng ta là gì? A chia 6,12. Tốt, Nguyễn Văn Quân chính xác, Phạm Thị Vân chính xác, rất tốt. Đấy, bây giờ mình được quyền đẩy nhanh tốc độ rồi các em nhỉ. Mình có sang câu tiếp theo, câu 74 nhé. 74 này. Thủy phân hoàn toàn 11,4 gam ethanol đơn trước mạch hở. Ngon lành cành đào, ethanol đơn trước mạch hở CnH2nO2 11,4 gam 44. Cần NaOH. Số mol NaOH 1,3 nhân 0,1 bằng 0,13. Do cần vừa đủ nên anh này cũng bằng 0,13. Suy ra mình có 14N cộng 32 bằng 11,44 chia 0,13. N bằng 11,44 chia 0,13 bằng trừ 32 bằng chia 14 bằng 4. Vậy chắc chắn anh này là C4H8O2. Ok. Tốt, 74 nhiều đứa comment đấy. Tốt. Vậy ở đây thầy có này, anh này cộng với NaOH thì ra được RCOONa cộng R'OH. Số mol thì bằng NaOH thì bằng 0,13 rồi. Suy ra số mol ancol bằng 0,13. Mà đề bài cho khối lượng ancol bằng 5,98, các em nhìn thấy không? Vậy suy ra thì có R phải cộng với OH là 16 cộng 1 là 17 thì bằng 5,98 chứ không phải 13. Hoàn toàn đến đây mình tìm được R bằng 5,98 chia 0,13 bằng 46 trừ 17 thì bằng 29. 29 mà lấy thủ thuật của thầy chia 14 nhỉ, thì gần bằng 2 đúng không? Vậy số carbon là C2, 29 trừ 24 H5OH. C4 là 82, vậy nó sẽ có dạng COO C2H5 4 carbon. Về đầu này chỉ còn CH3. CH3 COO C2H5. Hai còn được gọi là etin acetat. Bể bỏ. Dễ chưa? Mình còn 5 câu nữa thôi. Mình sang câu 75 này. C4H8O2 C4H8O2 nhá. Thủy phân dung dịch NaOH thu được hai chất hữu cơ Y và Z.
Trong đó y tỷ khối cho hydro là 16. À, y tỷ khối cho hydro 16, vậy phân tử khối nó bằng 32. Thì em lưu ý nhá, cái thằng mà muối là RCONA ấy, thì thấp nhất nó phải lớn hơn 67. Đúng không? Cu nó cũng 67 mà. Vậy thằng này không thể là muối được, vậy nó chỉ có thể là ancol. Ancol là R phẩy OH. Vậy suy ra R phẩy bằng 32 trừ 17 15. R phẩy bằng 15, vậy nó là gì? CH3OH. Vậy đầu này sẽ là COOCH3 hai carbon. Vậy đầu này là C2H5. CH5 COCH3. Đáp án đúng đáp án D. Dễ ợt, Nguyễn Văn Quân đúng. Lê Thị Kim Yến đúng, rất tốt. Quý hai bạn này rồi đấy, thầy thấy mấy bạn chăm học đấy, máu dậy rồi đấy. Câu 76. Câu 76. À, thủy phân 0,2 mol Te cần 0,2 mol NaOH và Te đơn chức. Ok. Thế giờ chúng ta sử dụng. Bây giờ chúng ta nhìn đáp án nhá. Mình có này, Aeteno đơn hở, Beteno đơn hở, Zeteno đơn hở. Vậy chúng ta đặt công thức tổng quát, chúng ta là Eteno đơn hở đi. Eteno đơn hở là CnH2NO2 cộng oxy thì ra được CO2 cộng nước N. Anh này là 3N trừ 2 chia 2. Số mol là 0,2 và 0,9 nhân chéo nào. Mình có 0,9 bằng 0,2 nhân 3N trừ 2 phần 2. Đến đây tìm N. 0,9 chia 0,4 bằng cộng 2 bằng chia 3 bằng 1,4146. Suy ra loại. Vậy bởi vì loại loại A, loại B, loại D. Đáp án đúng đáp án C. Đúng rồi, gắng thân thầy sang năm làm chầu chuẩn. Chính xác, 76 đáp án đúng là đáp án C. Thi điểm cao là thì mừng, thi điểm cao là có thưởng. Cứ thi điểm cao là thưởng cực to. Đấy như anh vừa rồi thi điểm cao đấy, 26,5 điểm mà thầy có thưởng ngay. Tối nay mình giải đến câu 79. Còn để phần chiều mai nhá. Chiều mai mình giải từ 80 cho đến 95. Chiều mai mình giải từ 80 cho đến 95. Nào mình có nào. Nào mình có nào, câu 77 nè. Comment đáp án này xem nào. 77 nè. Một ST đơn chức X có tỷ khối so với hydro bằng 51. Một ST đơn chức X. À, ST đơn chức X mình nhìn tất cả đều là đơn chức. Đúng không? Một ST đơn chức X. Thế thì thầy cứ đặt nó là R COO R phải. Phân tử khối là 51, vậy là 51 nhân với 2 thì bằng 102 nhá. Số mol 20,4 mà chia cho 102 thì bằng 0,2 mol. Tác dụng với NaOH 1 nhân với 0,27 bằng 0,27. Nhìn thế này biết một thằng 0,2, 0,27 chắc chắn là NaOH dư. Thu được chất rắn là RCONA theo anh nhỏ hơn 0,2 và ta biết chắc chắn rằng là thằng NaOH dư. 0,27 chứ 0,2 bằng 0,07. Sau phản ứng chất rắn, vậy chất rắn đây bằng 19,2. Được chưa? Team live VIP thấy nó phải khủng. Vậy hoàn toàn ở đây thì có này, R cộng với cụm này là 67 nhân 0,2 cộng 0,07 nhân 40 bằng 19,2. Đến đây mình tìm được rồi. R bằng 19,2 trừ đi 0,07 nhân 40 bằng chia 0,2 bằng trừ 67 bằng 15. Giờ thuộc rồi không cần phải chia nữa. R 15 thì chắc chắn nó là gì? CH3COO. Đúng chưa? CH3CO thì loại thằng này, loại thằng này, loại thằng này. C luôn. Ngon lành kinh đào, Phạm Thị Vân đúng, Lê Cẩm Tú đúng, rất tốt. Câu 79 này. Câu 78 này. Mình còn 2 câu thôi nhá, mình còn 2 câu thôi. Một ST đơn chức X không trừ nhóm chức khác. Tỷ khối của X so oxy. Vậy mình tìm phân tử khối của X. 3,125 oxy bằng 32 bằng 3,125 nhân 32 bằng 100. Vậy là cho 20g x, vậy thì cái có x là chúng ta là RCOR phải 20 trên 100 thì bằng 0,2. Tác dụng với NaOH. Số mol NaOH bằng 0,3. Vậy nhìn thế này biết ngay NaOH lại dư. Vậy ta thu được muối là RCONA
0,2 theo thằng nhỏ hơn và r phẩy và na hoắt dư. Tốt. 78 C tốt. Ôi, 3 đứa này rất là tốt nhá. 0,3 bảo toàn nó đi 0,3 này, trừ đi 0,2 này thì còn 0,1 này. Khối lượng bằng 23,2 gam bã rắn. Đang dậy mệt mà nhìn thấy bọn này comment thấy khỏe hẳn lại luôn. Thế đau họng lắm, tại vì là vừa nãy vừa dậy 3 tiếng liền ở đại học Y xong, Y Hà Nội. Xong lại về đây dạy bọn em luôn. 0,2 nhân với R cộng 6,7. Mệt mấy nhưng vẫn cố gắng chiến đấu cùng các em. 0,1 nhân 40. Vậy đến đây mình tìm được R bằng 23,2 trừ đi 0,1 nhân 40 bằng chia 0,2 bằng trừ 6,7 bằng 29. 29 biết ngay nó là C2H5. Vậy đầu này là CH5 CO, CH3 vứt, CH3 vứt, HCO vứt, CH5 CO. Xe. Xong. Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Câu số 79 à. Cho 12,9 gam một ST đơn chức mạch hở, là ST đơn chức RCOR phải 12,9, tác dụng vừa đủ với cao hoắt 0,15. Sau phản ứng thu được M gam muối RCOOK cộng R phải OH. Chú ý cụm từ vừa đủ. Vậy anh này bằng 0,15. Muối là 14,7. Cẩn thận bị lừa nhá. Vậy ta có này, R lúc này không phải cộng 6,7 đâu. Cộng 44 cộng 39 bằng 14,7 chia 0,15. Vậy mình tìm được R bằng, vậy mình tìm R là 14,7 này chia 0,15 này bằng này trừ đi 39 trừ đi 44 bằng 15. R bằng 15. Với R bằng 15 thì chắc chắn đầu nó là CH3COO. Không có CH3. Không có CH3. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án B bỏ. Lê Cẩm Tú đúng, Phạm Thị Vân đúng, chính xác, rất tốt. Cả nhà ơi, cả nhà chú ý nhá, chiều mai 15 giờ đến 16 giờ chúng ta chiến tiếp từ câu 80 cho đến câu 95, đều là những câu cực kỳ khó. Còn bây giờ thầy đi nghỉ đã. Bye bye. Chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại nhá. Chúc các em ngủ ngon.